sáng ngày 21 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Đoàn chính thức tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Tham gia đoàn còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cuba, Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Tham gia đoàn còn có trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Sô, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long. Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Mặt khác, chuyến công tác tại Hoa Kỳ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2025. Đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới. Trong khi đó, chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.